Tìm kiếm niềm vui. Quan Hỷ à, đệ cứ nhảy tới nhảy lui hoài vậy, lát nữa khi xuống núi rồi chân của đệ sẽ bị nhức mỏi đó. Wow. Vậy mà Quỳnh cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi đó, thì ra là con bữa củi hả? Dễ thương quá. À, rốt cuộc lửa cũng cháy rồi. Quan Hỷ, Tường Hoa, nãy giờ hái cũng nhiều rồi, chúng ta vô nhà nghỉ đi con. Sư huynh, xong rồi. Sư phụ à, hình như trời sắp mưa rồi đó. Khi thời tiết chuyển đổi đều như vậy, Tường Hòa, Quan Hỷ, các con mau vào trong nhà nghỉ đi. Xem ra lần này không có được ăn rồi. À, Quan Hỷ à, cẩn thận mưa ướt đó. Cứ để em chơi một chút đi. Sư huynh, sư phụ, hai người coi nè, cây dù của con có đẹp không? Có đôi lúc con thấy thật ngưỡng mộ Quan Hỷ, lúc nào cũng vui vẻ như vậy hết. Ồ, còn con thì sao? Con cũng không biết nữa. Con thường nghe người ta nói, khi người ta tranh danh đoạt lợi, truy tìm ái tình thì cũng giống như đạt được vui sướng nhất thời. Nhưng đó không phải là niềm vui trọn vẹn. Niềm vui thực sự chính là tâm được tự tại. Tâm được tự tại hả sư phụ? Có lẽ con cho rằng chim bay trong mưa không có chỗ nào trú mưa thật đáng thương. Nhưng thật ra được tự do bay liệng trên không mới chính là niềm vui của chúng. Con thấy mọi người chạy đôn chạy đáo, bận rộn quá mức. Có người cho đó là khổ, nhưng cũng có người cho rằng mình đang tạo phước cho mọi người, rộng kết duyên lành, cho nên họ thấy vui vẻ. Còn con tin Phật tu hành có thấy vui vẻ hay không? Tạnh mưa rồi. Con mũ của trời mất rồi. Quá, bay cao dữ ha. Có được thì sẽ vui vẻ, còn mất đi cũng cảm thấy vui. Hả, sư phụ coi kìa. Wow, cầu vồng đẹp quá. Cho dù cơn mưa có lớn, có lâu đến đâu chăng nữa, cũng đều có lúc trời quang mây tạnh. Tiếng gì vậy ta? Thưa sư phụ, sư huynh, con đói bụng rồi. Được rồi, chúng ta xuống núi thôi. Sư huynh à, sư huynh đợi chút đã. Chân đệ vừa nhức vừa mỏi nữa, sư huynh cõng đệ nghe. Được rồi. Mới đó mà đã ngủ rồi. Nấm rừng ngon quá, lần sau kiếm nhiều hơn để nướng ăn. Sư phụ à, vậy rốt cuộc niềm vui thật sự của con người phải tìm ở đâu vậy? Ra, trong tín ngưỡng cũng có niềm vui, trong tu hành cũng có niềm vui, trong phục vụ cũng có niềm vui, trong tĩnh tâm cũng có niềm vui. Chỉ cần có lòng thì chỗ nào cũng có niềm vui con ạ.
Nam Mô A Di Đà.